Xin chào tất cả mọi người, mình đang có mặt tại nhà vườn Lộc Trời, tọa lạc tại 895 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm cây phong thủy đang được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay, đó là cây phát tài núi. Cây phát tài núi có tên gọi khác là cây đại lộc, cây phất dụ rồng hay là cây huyết rồng. Ngoài tự nhiên, cây phát tài núi có thể cao trung bình từ 1 đến 5 mét. Khi cây được trồng trong chậu làm cảnh, chiều cao bị hạn chế hơn, đa số là dưới 1,5 mét. Hình dáng uyển chuyển tự nhiên cùng với những cụm lá xanh mướt của phát tài núi rất phù hợp để làm tiểu cảnh sân vườn hoặc trên ban công, sân thượng, v.v. Nhưng đa phần người ta dùng trồng cây trong chậu sứ để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, quán cà phê, nhà hàng. Cây vừa tạo điểm nhấn cho không gian thêm sinh động, lại có thể là bóng mát, thanh lọc không khí, mang đến một môi trường dễ chịu. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng phát tài núi làm quà tặng sinh nhật, họp mặt, ra mắt, làm quà khai trương, quà kỷ niệm, quà chúc thọ. Đây là món quà khá ý nghĩa, gửi gắm lời chúc may mắn đến người nhận. Nếu bạn là người yêu thích cây phong thủy, hãy đến với nhà vườn Lộc Trời để được xem nhiều mẫu mã cây phong thủy nhé.